Câu chuyện này là mình đọc được ở trên Facebook của một chị mà chị nói là chuyện có thật ở trong tiệm chị. Chuyện là có một em gái ở Việt Nam mới qua xin vào trong tiệm của chị làm và không biết bằng cách nào em đã có bầu với ông chủ của tiệm mà chị chủ thì lại không hề hay biết gì. Còn nghe em tâm sự chuyện em lỡ có bầu với một người đàn ông này nọ thì chị chủ thấy em gái này Việt Nam mới qua tội nghiệp không biết gì. Còn có ý định là ngỏ lời nếu như mà em muốn đi phá thai thì chị có thể giúp để cho mà có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Sau này chị cũng biết được là cái bầu đó là anh em cùng cha khác mẹ với con trai của chị. Rồi chị buồn bực, tức tối, đòi ly dị anh chồng. Nhưng mà anh chồng thì cảm thấy hối hận, cho nên xin lỗi, mong chị tha thứ. Thì làm sao mà tha thứ được bây giờ, em già xanh thì cũng đâu có buông tha cho đâu. Thế là em làm tìm đủ mọi cách, tự tử đồ này nọ. Thì rốt cuộc anh chủ đã sợ em này tự tử, cho nên là đã ly dị với chị chủ. Và hai người dắt tay nhau đi qua tiểu bang khác sống.